theo dõi quyển sách Bệnh tiểu đường và cách phòng chữa. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn chương 6, chữa trị tiểu đường thông qua ăn uống. Mời các bạn cùng theo dõi. 157. Vì sao phải kiểm soát ăn uống đối với bệnh nhân tiểu đường? Chữa trị bằng ăn uống là phương pháp chữa trị cơ bản áp dụng cho các dạng bệnh tiểu đường, các mức độ bệnh tiểu đường, có hay không có chứng bệnh phát sinh kèm theo, uống thuốc hạ đường hay dùng insulin hoặc chữa trị kết hợp đông tây y đều phải coi chữa trị bằng ăn uống là biện pháp cơ bản phải thực hiện một cách nghiêm túc và lâu dài nội dung bao gồm việc khống chế tỷ lệ giữa tổng nhiệt lượng hấp chất carbon hijack, protein mỡ kiểm soát về liều lượng và chủng loại thức ăn tính toán thực đơn và gia giảm điều chỉnh việc chữa trị phải tiến hành trên cơ sở khống chế về mặt ăn uống thì bệnh tình mới có thể chuyển biến người bệnh tiểu đường phải tự giác chấp hành chế độ ăn uống mới có thể khống chế được bệnh tình giảm thiểu được biến chứng kéo dài tuổi thọ Tóm lại, thói quen ăn uống hợp khoa học, phù hợp với nhu cầu sinh lý và cải thiện công năng của tuyến tụy đạt được mục đích chữa trị. 158. Khống chế ăn uống đối với bệnh nhân tiểu đường có gây ảnh hưởng đến sức khỏe không? Ai đó đã nghi ngại rằng khống chế ăn uống liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh hay không? Nghĩ như vậy là thừa, vì chữa trị bằng chế độ ăn uống xuất phát từ nhu cầu của bệnh tật. Việc khống chế ăn uống được đặt dưới tiền đề duy trì cân nặng và dinh dưỡng cho cơ thể người bệnh bảo đảm cung cấp đủ tổng nhiệt lượng thông qua nguồn thức ăn, chỉ tiến hành điều chỉnh tỷ lệ cấu thành của bữa ăn thôi, nhằm giảm nhẹ sức chịu đựng của tế bào tuyến tụy, giúp cho công năng của đảo tụy được cải thiện, chuyển hóa giữa đường, protein, lipid được cân đối ở mức bình thường hoặc gần bình thường. Để ngăn chặn hoặc làm chậm xảy ra các biến chứng ở tim, mạch, não, thận dạng mạng tính, đảm bảo người bệnh trưởng thành có thể sinh hoạt và công tác như mọi người khác. Bệnh nhân trẻ em thì trưởng thành phát dục bình thường, bệnh nhân cao tuổi có thể kéo dài tuổi thọ nói ngắn gọn một câu, không chế ăn uống không hề ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. 159. Khi chữa tiểu đường bằng insulin có cần khống chế ăn uống nữa không? Cho dù chữa trị tiểu đường insulin vẫn phải khống chế ăn uống như bình thường, bởi vì chữa trị bằng ăn uống vận dụng cho cả hai dạng bệnh tiểu đường và không phân biệt bệnh nặng hay nhẹ. Khi người bệnh được chữa trị bằng insulin thì lưu lượng, lượng tiêm insulin dựa trên cơ sở bữa ăn được xác định thời gian và định lượng cũng như lượng hoạt động của bệnh nhân nghĩa là khống chế ăn uống hết sức cần thiết và đảm bảo cho bữa ăn có quy luật hợp lý tương đối ổn định thì mới điều tiết được liều lượng insulin mang lại hiệu quả tốt trong chữa trị 160 đối với bệnh nhân tiểu đường gây yếu thì khống chế ăn uống như thế nào với điều kiện khống chế hàm lượng đường trong máu và trong nước tiểu đạt yêu cầu chữa trị đối với bệnh nhân tiểu đường gây yếu nên cố gắng tăng thêm mức hấp thụ nhiệt lượng và protein sao cho cân nặng cơ thể đạt được hoặc đạt gần trọng lượng tiêu chuẩn trên cơ sở tính toán cụ thể nhiệt lượng cần thiết hàng ngày thì mỗi kg trọng lượng cơ thể nên tăng thêm 20,9 kJ. Có thể nói đối với người bệnh gây yếu thì việc khống chế và bố trí cơ cấu bữa ăn hợp lý lại càng quan trọng hơn. 161. Khống chế ăn uống đối với bệnh nhân tiểu đường cao tuổi như thế nào? đa phần bệnh nhân tiểu đường cao tuổi thuộc dạng không phụ thuộc vào insulin nghĩa là bệnh tình thường đối nhẹ. do đó đối với phần đông bệnh nhân tiểu đường cao tuổi chỉ cần khống chế tốt ăn uống là có thể hạ được hàm lượng đường trong máu xuống mức lý tưởng nói cách khác khống chế ăn uống với bệnh nhân tiểu đường cao tuổi trở nên đặc biệt quan trọng vì vậy nguyên tắc khống chế ăn uống đối với bệnh nhân tiểu đường cao tuổi là gì đó là duy trì cân nặng cơ thể ở mức bình thường phòng tránh béo phì đảm bảo tổng nhiệt lượng hấp thu hàng ngày trong phạm vi hợp lý hạn chế lượng hấp thu hợp chất carbon hydrate chú ý ăn nhiều chất sao sợi ví dụ rau xanh quả cây với người bệnh béo phì và có hàm lượng mỡ trong máu cao thì phải hạn chế ăn mỡ. Đối với người bệnh cholesterol trong máu cao thì phải hạn chế loại thức ăn chứa nhiều cholesterol. Tóm lại, mục đích khống chế ăn uống là không để béo phì. 162. Khống chế ăn uống đối với bệnh nhân tiểu đường nhỏ tuổi như thế nào? Bệnh nhân tiểu đường nhỏ tuổi đang trong thời kỳ phát dục trưởng thành, nên bố trí và khống chế ăn uống phải xem xét đến yêu cầu trưởng thành của các cháu nghĩa là phương án chữa trị thông qua bữa ăn vẫn phải đảm bảo đầy đủ nhiệt lượng để các cháu tân cân theo yêu cầu lớn lên bình thường. Xem xét đến tuổi đời ngày một tăng nên hàng năm đều phải tính toán một lần tổng nhiệt lượng cung cấp cần qua bữa ăn. Ở Trung Quốc thì áp dụng công thức sau để tính toán nhiệt lượng cần cung cấp cho bệnh nhân tiểu đường trẻ em. Nhiệt lượng cần hấp thụ trong một ngày tính theo kilocalo hệ cũ bằng 1.000 cộng cho số tuổi trừ đi 1 nhân cho 100. Theo công thức này thì bệnh nhân 1 tuổi mỗi ngày cần 4.186 kJ, tức 1.000 kcal nhiệt lượng. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 419 kJ, tức 100 kcal nhiệt lượng. Trong tổng nhiệt lượng thì carbon hydrate chiếm 50 đến 55%, mỡ chiếm 25 đến 30%, protein chiếm 15 đến 20%. Căn cứ vào nhu cầu phát dục trưởng thành của thiếu nhi thì tỷ lệ protein cần được nâng cao một cách thỏa đáng. Với bệnh nhân chưa đầy 1 tuổi đòi hỏi protein nhiều hơn. Mỗi kg trọng lượng cơ thể cần 2,5 g protein. Bệnh nhân từ 1 đến 3 tuổi, mỗi kg trọng lượng cơ thể cần 1,5 đến 2 g. Trên 3 tuổi, mỗi kg trọng lượng cơ thể cần 1 đến 1,8 g protein. Ngoài việc cung cấp đủ lượng protein, còn phải xem xét chất lượng loại protein được cung cấp. Cầm protein phong phú từ thực vật thì còn có protein chất lượng cao từ động vật như thịt, trứng, sữa. Đối với bệnh nhân ở lứa tuổi thiếu nhi, còn cần tiến hành giáo dục ý thức vệ sinh y tế, nói rõ ý nghĩa của vấn đề khống chế ăn uống, đề phòng các cháu ăn tham, ăn nhiều dẫn đến béo phì. Ngoài ra phải chú ý thời gian ăn cần kết hợp tốt với việc chữa trị bằng insulin. Đảm bảo mức đường huyết chỉ dao động trong phạm vi cho phép, hạn chế tối đa trường hợp tụt đường máu hoặc tụt đường huyết và cao đường huyết xen kẽ nhau hình thành dạng bệnh tiểu đường, fragility. 163. Vì sao bệnh nhân tiểu đường béo phì phải giảm béo? Đối với bệnh nhân tiểu đường béo phì dạng không phụ thuộc insulin, thì khống chế ăn uống giảm béo trở thành công tác trung tâm. Vì trong máu của bệnh nhân tiểu đường béo phì rất có thể hàm lượng insulin khá cao, thậm chí cao hơn người bình thường. Nhưng nếu phóng thích insulin bị chậm và độ nhạy cảm của tế bào mỡ đối với insulin tương đối thấp, thì sẽ sinh ra kháng thể insulin làm cho insulin không thể phát huy tác dụng cần có của nó, gây ra tình trạng đường máu tăng cao. Nhằm giảm bớt nồng độ đường trong máu, thì bắt buộc cơ thể phải tiết ra lượng insulin cao gấp mấy lần, máu chứa hàm lượng insulin cao sẽ tác động ngược trở lại, làm cho độ nhạy cảm insulin càng thấp và kháng thể insulin càng nhiều. Cứ tiếp diễn lâu dài như vậy theo một vòng tuần hoàn nguy hiểm, thì công năng của tế bào tuyến tụy mất khả năng bù đắp, nghĩa là bệnh tình ngày càng nặng thêm. Nếu không chế chặt chẽ ăn uống, giảm cân nặng, đưa trọng lượng cơ thể gần đạt tiêu chuẩn thì có thể giải tỏa vòng tuần hoàn nguy hiểm nói trên, tăng cường tính nhạy cảm của tế bào tổ chức đối với insulin giảm bớt sức ép cho tế bào tuyến tụy, làm cho bệnh tình được hòa hoãn. 164. Cách giảm béo cho bệnh nhân tiểu đường béo phì như thế nào? Khi tiến hành giảm béo cho các bệnh nhân tiểu đường béo phì, phải dựa trên nguyên tắc đáp ứng mức cân bằng dinh dưỡng bình thường cho cơ thể, giảm bớt tổng nhiệt lượng hấp thụ, đồng thời tăng cường hợp lý lượng vận động. Trong bố trí cơ cấu bữa ăn, cần chú ý những vấn đề sau. Kho sách nó com vn sẽ giới thiệu đến các bạn ngay sau đây 3 vấn đề cần chú ý trong việc bố trí cơ cấu bữa ăn cho người tiểu đường béo phì. Một, dựa trên lý luận chung là tổng nhiệt lượng được cung cấp thấp hơn tổng nhiệt lượng tiêu hao. Nói cách nôm na là thu chẳng bù chi. Như vậy, cơ thể bắt buộc phải phân giải các tế bào mỡ chỉ hóa thành nhiệt năng để bù đắp vào phần nhiệt lượng thiếu hụt. Đạt được yêu cầu giảm béo, việc giảm béo phải tiến hành dần dần không được nóng vội. Tổng nhiệt lượng trong cả ngày được khống chế trong phạm vi 4.185,5 trừ cho 5.859,7 kJ. 1.000 đến 1.400 kcal, từ đó đạt được mục đích giảm béo. 2. Tăng thích đáng lượng hoạt động cơ thể nhằm thúc đẩy quá trình tiêu hao năng lượng. Các hình thức vận động có thể áp dụng như chạy chậm, đi bộ tốc độ trung bình, đi xe đạp, lên xuống cầu thang. Hoạt động nhiều có tác dụng tương đương với bớt ăn. 3. Trên cơ sở khống chế tổng nhiệt lượng cung cấp trong ngày, thì hợp lý thực đơn đảm bảo yêu cầu dinh dưỡng cơ bản, nhất là bảo đảm mức protein và vitamin về lượng protein cần hấp thụ thì tính theo trọng lượng cơ thể. 1 kg trọng lượng cơ thể cần khoảng 1 gam protein. Khi chọn thức ăn thì chú ý tránh các loại chứa nhiều mỡ, chỉ nên chọn thịt nạc, trứng, sữa. Nhằm hạn chế lượng mỡ đưa vào cơ thể, không hoặc ít ăn các thức ăn xào rán. Tránh thịt mỡ, lạc, nhân hạnh đào. Ngoài ra, nên ăn nhiều rau để bổ sung lượng vitamin cần thiết. Khi cần thiết thì uống thêm thuốc có chứa canxi và viên vitamin. 165. Kiểm soát ăn uống có phải hạn chế bữa chính thôi không? Bệnh nhân cần quán triệt vấn đề này, chủ trương khống chế ăn uống không chỉ nhằm vào bữa chính mà bao gồm cả ăn phụ, ăn vặt nữa, nói cách khác là khống chế tổng nhiệt lượng hấp thụ vào cơ thể trong ngày. Đương nhiên bữa chính đóng vai trò quan trọng là nguồn đường huyết chủ yếu, nhưng protein, mỡ trong các bữa phụ cũng có thể chuyển hóa thành đường huyết. Ví dụ, nếu ăn các loại thực phẩm có nhiệt lượng cao như thịt, trứng, mỡ, dầu thực vật thì sẽ làm cho cân nặng tăng rất bất lợi cho việc khống chế bệnh tình. Vì vậy, việc ăn uống của bệnh nhân tiểu đường phải được bác sĩ kiểm soát, bữa chính và bữa phụ đều được bố trí hợp lý thì mới phục vụ tốt cho công tác điều trị. 166. Tổng nhiệt lượng hàng ngày cần thiết cho bệnh nhân tiểu đường là bao nhiêu? Khi tiến hành chữa trị cho bệnh nhân tiểu đường bằng chế độ ăn uống thì trước hết phải căn cứ vào trọng lượng tiêu chuẩn và nhu cầu dinh dưỡng của bệnh nhân. Ngoài ra, cần xem xét hoàn cảnh sống và công tác của bệnh nhân để tính ra tổng nhiệt lượng cần thiết cho mỗi ngày. Đối với người trưởng thành, nếu như không tham gia lao động tay chân thì nhiệt lượng mỗi ngày cho 1 kg trọng lượng cơ thể là 104,6 đến 125,6 kJ, tức 25 đến 30 kcal. Nếu lao động nhẹ cần 125,6 đến 146,5 kJ, tức 30 đến 35 kcal. Lao động vừa thì cần 146,5 đến 167,4 kJ, tức 40 kcal. Lao động nặng nhọc cần 167,4 kJ, tức 40 kcal trở lên. Thiếu niên trong giai đoạn phát dục trưởng thành mạnh nhất, tổng nhiệt lượng trong ngày phải tăng cường thêm, nói chung mỗi ngày cần 209,3 kJ, tức 50 kcal. Phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú, nếu thiếu dinh dưỡng hoặc tiêu hao quá nhiều nên cơ thể hao mòn thì nhiệt lượng trong ngày nên tăng thêm từ 10 đến 20%. Đối với bệnh nhân béo phì thì nên giảm bớt tổng nhiệt lượng hàng ngày hấp thụ vào, Nói chung, tổng nhiệt lượng trong ngày ở mức 4.185,5 đến 5.859,7 kJ, tức 1.000 đến 1.400 kcal. Như thế sẽ làm cho mức độ béo giảm từ từ. Khi trọng lượng cơ thể đạt gần hoặc đạt trọng lượng tiêu chuẩn, tức là 5%, thì có thể áp dụng cách tính toán nhiệt lượng cho người trưởng thành nói chung để vận dụng. bệnh nhân thiếu niên nhi đồng, phụ nữ mang thai, cho con bú, người gầy, thì mỗi kg trọng lượng cơ thể cần 1,5 đến 2,5 gram protein cơ cấu protein hấp thụ hàng ngày thì protein có nguồn gốc động vật như trứng, thịt nên chiếm 1/3 protein có nguồn gốc từ thực vật như đậu và chế phẩm từ đậu chiếm 2/3 đậu được coi là thực phẩm thực vật chất lượng tốt nhất lượng mỡ hấp thụ hàng ngày tính theo trọng lượng cơ thể cứ 1 kg cần 0,6 đến 1 g chiếm 30 đến 35% tổng nhiệt lượng cơ thể lượng mỡ ăn cả ngày khoảng 40 đến 60 g đối với bệnh nhân béo phì bệnh nhân cholesterol trong máu cao bệnh nhân mắc thêm sơ vữa động mạch vành thì nên khống chế tổng nhiệt lượng hấp thụ từ mỡ chiếm tỷ lệ từ 30% trở xuống mức mỡ ăn vào không gây bảo hòa fatty acid là được những loại thức ăn không bảo hòa fatty acid có nhiều trong dầu thực vật của các loại đậu hạt cải chè ngô lạc còn mỡ động vật đa phần đều chứa fatty acid ở mức bảo hòa như vậy bệnh nhân tiểu đường nên ăn dầu mỡ thực vật là chính nên không ăn hoặc ăn ít mỡ động vật Ngoài ra, người bệnh tiểu đường rất dễ mắc bệnh sơ vữa động mạch vành, do đó cần hạn chế lượng cholesterol hấp thụ trong ngày. Nói chung, mỗi ngày không vượt quá 300mg. Trong những năm gần đây, giới học đề xướng quan điểm nên tăng thích đáng tỷ lệ carbon hydrate và thực phẩm nhiều sơ sợi trong tổng nhiệt lượng hàng ngày. Carbon hydrate nên chiếm 50 đến 60% tổng nhiệt lượng. Bệnh nhân tiểu đường hàng ngày ăn khoảng 200 đến 350g hoặc nhiều hơn. Thực tiễn làm sàng chứng tỏ rằng nếu nguồn thức ăn chính bị hạn chế quá ngặt nghèo để cho bệnh nhân luôn ở trong tình trạng no đói nửa vời thì cũng bất lợi cho vấn đề khống chế bệnh tình hơn nữa tình hình phát dục ở mỗi người mỗi khác chiều cao cân nặng chẳng ai giống ai cơm ăn người nhiều kẻ ít nên mọi quy định khống chế chỉ nên ở mức phiên phiến làm sao phối hợp một cách hài hòa giữa bác sĩ và bệnh nhân không nên tỏ ra cực đoan theo cách nghĩ cái gì cũng ăn càng ít càng tốt mà phải tính toán hợp lý trên cơ sở khoa học và hoàn cảnh cụ thể của từng bệnh nhân 168. Bố trí thực đơn cho bệnh nhân tiểu đường như thế nào? Muốn bố trí thực đơn thỏa đáng cho bệnh nhân tiểu đường phải căn cứ vào một số yếu tố như độ tuổi, chiều cao, cân nặng, cường độ lao động, xác định trọng lượng tiêu chuẩn và tổng nhiệt lượng cho các thành phần thức ăn cần thiết thuộc ba dạng protein, lipid và carbon hydrate. Tính toán ra gam lặng các thành phần dinh dưỡng đối chiếu với hàm lượng dinh dưỡng trong các loại thực phẩm để chọn lựa và tính toán ra số lượng cụ thể của từng loại thức ăn lên phương án thực đơn sẽ giới thiệu đến các bạn một ví dụ cụ thể về việc bố trí thực đơn cho bệnh nhân tiểu đường. Mời các bạn cùng theo dõi. Bệnh nhân họ Lý 50 tuổi, cao 1m75, nặng 71kg, thường lao động tay chân mức độ nhẹ, tính trọng lượng tiêu chuẩn là 175 trừ 105 bằng 70kg. Như vậy, trọng lượng thực tế cao hơn trọng lượng tiêu chuẩn 1,4%, đánh giá là trọng lượng cơ thể ở trong phạm vi bình thường tổng nhiệt lượng cần thiết cho mỗi ngày là 125,6 kJ nhân cho 70 bằng 8.789,6 kJ. Tổng nhiệt lượng này phân phối cho 3 thành phần dinh dưỡng chủ yếu như sau. 1. Protein. Mỗi gam tỏa ra nhiệt lượng 4 kcal. Như vậy, nhiệt lượng protein là 4,1855 kJ nhân 70 nhân cho 4 bằng 1.172 kJ. Về trọng lượng sẽ là 70 x 1 bằng 70 g. 2. Carbon hydrate. Mỗi gam tỏa ra nhiệt lượng 4 kJ. Nếu nó chiếm 60% trong tổng nhiệt lượng, thì tính ra nhiệt lượng của carbon hydrate là 8 ,6 kJ nhân 60% bằng 5.273,74 kJ, tức 1.260 kcal. Về trọng lượng sẽ là 1.260 chia cho 4 bằng 315 gam. 3. Lipid. Mỗi gam lipid sản ra nhiệt lượng 9 kJ.

tức 2.100 kcal. Phương chia ra 3 bữa theo tỷ lệ ăn sáng chiếm 1 5, ăn trưa 2 5, ăn tối 2 5. Sau đó đối chiếu với hàm lượng dinh dưỡng của các loại thực phẩm, chọn thực phẩm và xác định số lượng từng loại để lên phương án thực đơn. Dưới đây đều ví dụ thực đơn cho một bữa ăn trưa. Tổng nhiệt lượng cần cung cấp qua bữa ăn trưa là 2.100 x 2 5 bằng 3 515 kJ, tức 840 kcal trong đó protein là 70 x 2 phần 5 bằng 28 g, carbon hydrate là 315 x 2 phần 5 bằng 126 g, lipid là 62 x 2 phần 5 bằng 24,8 g. Nếu chọn các món cải bắp 250 g, cho bạn thấy hàm lượng carbon hydrate trong cải bắp chiếm 2%. 250 g cải bắp chứa 5 g carbon hydrate. Như vậy, trong bữa chính cần carbon hydrate là 126 trừ 5 bằng 121 g. Nếu bữa chính ăn cơm trắng, cho bạn biết 100g gạo chứa 77g carbon hijack. Muốn có 121g carbon thì phải cần 121 chia cho 0,77 bằng 154g gạo trắng. Nói cách khác, phải dùng 150g gạo để nấu cơm. Ngoài ra, trong 100g gạo còn chứa 7,8g protein và 1,2g lipid. Do đó, 154g gạo chứa 7,8 x 1,54 bằng 12g protein, 1,2 x 1,54 bằng 1,8 gram lipid. Tổng lượng protein cần hấp thụ là 28 gram mà trong gạo đã có 12 gram, còn lại 28 trừ 12 bằng 16 gram. 16 gram protein này được bổ sung bằng thịt bò nạc. Tra bản cho thấy cần 16 chia cho 0,023 bằng 78,8 gram thịt bò nạc. Trong 100 gram thịt bò nạc có chứa 6,2 gram lipid, tức là 78,8 gram thịt bò nạc chứa 78,8 nhân 0,062 bằng 4,8 gram lipid gạo cung cấp 1,8 gram lipid, thịt bò cung cấp 4,8 gram lipid, mà tổng lượng lipid cần thiết là 24,8 gram. Như vậy còn thiếu 18,2 gram. Chỗ lipid này bổ sung bằng dầu thực vật. Tổng kết lại, tính ra thực đơn bữa trưa gồm gạo 150 gram nấu cơm, rau cải bắp 250 gram, thịt bò nạc 78,8 gram, dầu thực vật 18,2 gram. Theo cách tính trên đây để lên thực đơn bữa sáng và bữa tối. 169 cách tính toán đơn giản thực đơn chữa trị tiểu đường như thế nào? Đối với bệnh nhân tiểu đường nói chung thì có thể áp dụng cách tính toán thực đơn đơn giản, cụ thể là bữa ăn chính hàng ngày cố định, phân biệt theo cường độ lao động, người nghỉ ngơi hoàn toàn thì bữa chính cần ăn 200 đến 250 g, lao động mức nhẹ cần ăn 250 đến 300 g, lao động mức vừa cần ăn 300 đến 400 g, lao động nặng nhọc cần ăn 400 g trở lên, chia ra mỗi ngày là 150 g thịt nạc, rau xanh chứa 1% đến 2% carbon hijack cần 500 đến 750 g, dầu thực vật 3 đến 4 thìa. 170. Vì sao bệnh nhân tiểu đường cần ăn thức ăn nhiều sơ sợi? Những loại thức ăn nào nhiều sơ sợi? Kết quả nghiên cứu y học những năm gần đây cho thấy, hàm lượng sơ sợi trong thức ăn cao hay thấp có liên quan đến tình hình phát bệnh của các loại bệnh như tiểu đường, mạch vành, ung thư kết tràng trực tràng, trĩ, nhọt. Do vậy, họ đề xướng nâng cao hàm lượng sơ sợi có tác dụng làm chậm quá trình xả hết thức ăn của dạ dày thay đổi tình trạng nhu động của ruột, nên sơ sợi có thể hòa tan và tạo thành dạng keo đông kết trong một, giảm bớt lượng đường trong thức ăn được hấp thụ. Thực tiễn lâm sàng cũng cho biết, nếu người mắc bệnh tiểu đường ăn nhiều chất sơ sợi, thì hàm lượng đường máu khi bụng đói cũng như sau bữa ăn đều hạ thấp. Sức chịu đựng đường gluco cũng được cải thiện. Trên cơ sở đó, có thể giảm bớt lượng thuốc hoặc lượng insulin tim. Bệnh nhân tiểu đường nên tăng hàm lượng sơ sợi trong thức ăn. Nói chung, mỗi ngày nên ăn vào 10-20g đến là đủ. Ngoài ra, thức ăn sơ sợi còn có tác dụng hạ hàm lượng cholesterol -tron trong máu. Từ đó, phòng chống được triệu chứng bí đại tiện, có tác dụng chữa trị đối với bệnh ung thư kết tràng, chứng hàm lượng cholesterol -tron cao trong máu, chứng thiếu máu. Những loại thức ăn có hàm lượng sơ sợi cao như nhựa cây, nhựa quả, sơ sợi thực vật có trong gạo cám, mạch cám, bột rau cải đường, vỏ hạt ngô, rau xanh, rau dại, sông biển. 171. Vì sao phải hạn chế bệnh nhân tiểu đường uống rượu? Rượu chứa nhiệt lượng rất cao, Mỗi gam chứa 29 kJ, cao hơn nhiệt lượng của đường. Protein mở và không có khả năng trao đổi. Bản thân rượu là thực phẩm nhiệt lượng cao, nhưng nó lại có thể tiêu hao nhiệt lượng của cơ thể. Nếu uống rượu quá mức cần thiết, sẽ gây ra cholesterol trong máu cao hoặc rối loạn khâu chuyển hóa, tăng phụ tải cho gan. Nếu nhấm rượu với carbon hydrate thì làm cho hàm lượng đường huyết tăng cao. Hậu quả là bệnh tiểu đường nặng thêm, không thể khống chế được. Nếu uống rượu lâu dài, thì sẽ ức chế phân giải glucose làm giảm lượng đường glucose trong máu xuất hiện triệu chứng hạ đường huyết. Vì thế khi mắc tiểu đường nặng kèm theo các chứng bệnh ở gan mật nhất là khi đang uống thuốc hạ đường và tiêm insulin thì bệnh nhân nhất thiết phải kiêng rượu. 172. Có cần hạn chế dầu thực vật đối với bệnh nhân tiểu đường không? Dầu thực vật chứa trong lạc, đậu, ngô, hoa quỳ ở dạng axit fatty không bảo hòa có tác dụng hạ thấp cholesterol trong máu để phòng chống động mạch bị sơ cứng thì bệnh nhân tiểu đường nên thường xuyên ăn dầu thực vật. trong dầu thực vật chứa nhiều axit fatty không bảo hòa có tác dụng chuyển biến và bài tiết cholesterol. từ đó giảm thấp hàm lượng cholesterol. như vậy bệnh nhân tiểu đường nên ăn dầu thực vật thay cho mỡ động vật. tuy dầu thực vật có tác dụng giảm hàm lượng cholesterol không có nghĩa là có thể ăn dầu thực vật một cách không có chừng mực. bởi vì dầu thực vật tỏa ra nhiệt năng khá cao, cao gấp 2 lần so với nhiệt năng của carbon carbohydrate và protein, rất dễ gây béo phì tức là làm cho bệnh tình tiểu đường nặng thêm và khó khống chế hơn. Tóm lại, bệnh nhân tiểu đường chỉ nên ăn một lượng dầu thực vật vừa phải, nên ăn và không nên ăn nhiều. Vậy mỗi ngày ăn bao nhiêu là vừa? Khi áp dụng chế độ ăn uống chữa trị cho bệnh nhân tiểu đường, lượng lipid hấp thụ hàng ngày đảm bảo mức nhiệt lượng 20% đến 30% tổng nhiệt lượng. Tính ra thì mỗi ngày ăn từ 40 đến 60g là thích hợp, trong đó bao gồm dầu thực vật chứa trong rau quả và dầu thực vật rót từ chai ra để xào nấu. Trên thực đơn trong ngày, trước hết tính lượng lipid chứa trong các món ăn, sau đó dùng dầu thực vật để bù vào phần còn thiếu. 173. Cholesterol ảnh hưởng ra sao đối với cơ thể? Những loại thức ăn nào chứa nhiều cholesterol? Để giải thích cho vấn đề này, mời các bạn cùng kho sách nói anh theo dõi nội dung dưới đây. Cholesterol là bộ phận cấu thành của màng tế bào trong cơ thể, đồng thời cũng là nguyên liệu để tổng hợp vitamin D và hormone steroids. Đối với cơ thể, đó là loại nguyên liệu không thể thiếu Tuy nhiên, do hiện tượng chuyển hóa đường ở người bệnh tiểu đường bị rối loạn, hàm lượng cholesterol trong máu tương đối cao nên rất dễ gây ra sơ cứng động mạch và phát sinh các chứng bệnh kèm theo như tim mạch não, đe dọa mạng sống của bệnh nhân. Do vậy, người mắc bệnh tiểu đường cần hạn chế ăn chất cholesterol trong thực phẩm. Nói chung, hạn chế cholesterol trong phạm vi 300 mg trở xuống. Nếu bệnh nhân có biểu hiện hàm lượng cholesterol cao thì trong bữa ăn hàng ngày nên tránh các thức ăn chứa nhiều cholesterol có nguồn gốc từ động vật như tim, gan, lách, thận, não, lòng đỏ trứng, cá, gạch cua, mực tôm ăn vào sẽ gây hại cho cơ thể. 174, bệnh nhân tiểu đường có được ăn hoa quả không? Loại hoa quả nào chứa nhiều đường? Nói chung các loại hoa quả chứa nhiều đường gluco và đường fructose ăn vào sẽ làm cho hàm lượng đường huyết nhanh chóng tăng lên, vì vậy bệnh nhân tiểu đường tốt nhất là không ăn, chỉ có bệnh nhân tiểu đường mức nhẹ và đã được khống chế tốt, nếu được bác sĩ cho phép thì có thể ăn một vài loại hoa quả chứa hàm lượng đường thấp không được tùy tiện ăn nhiều và không có chọn lọc và nếu thầy thuốc cho phép cũng chỉ nên ăn vào bữa ăn phụ coi như đó là thức ăn phụ nếu ăn một ít vào bữa chính thì phải trừ nhiệt lượng của phần hoa quả này vào tổng nhiệt lượng chung nói cách khác là bớt các thức ăn khác một cách tương ứng những loại hoa quả chứa nhiều đường nhất là tá thị chuối sơn lý hồng cam quýt hàm lượng đường thấp hơn một chút như dưa hấu dưa gan sơn trà dâu tây anh đào các loại quả hàm lượng đường tương đối thấp có thể chọn lựa như dưa chuột cà cà rốt nhưng không nên ăn nhiều 175 nên cho bệnh nhân tiểu đường ăn những món thay đồ ngọt nào hiện ở trung quốc có cung cấp những món thức ăn thay đồ ngọt dành riêng cho bệnh nhân tiểu đường như silicon và mứt cúc ngọt silicon là một loại beta carbosajit mùi vị giống như đường mía vì chuyển hóa silicon trong giai đoạn đầu không cần insulin tham gia do đó có thể thay thế chất đường dùng cho bệnh nhân tiểu đường. Tuy nhiên, lượng ăn vào cũng không nên nhiều, nếu không dễ bị đi y chảy. Còn mứt cúc ngọt được chế biến từ loại cây cúc ngọt, tên khoa học là Stevia rebaudiana, Độ ngọt của nó gấp 200 lần đường mía. Hiện được sử dụng phổ biến để thay đường, cho vào trong các loại nước giải khát, bánh gato tô cho bệnh nhân tiểu đường sử dụng. Các loại giải khát bánh kẹo trên thị trường không phải chế biến bằng mứt cúc ngọt mà là bằng đường mía, đề nghị chú ý điểm này. 176. Cách cho bệnh nhân tiểu đường ăn uống ra sao để khống chế cảm giác đói? Để làm cho bệnh nhân tiểu đường quên đi cảm giác đói, nên bổ sung bằng các loại thực phẩm sau đây. 1. Rau xanh. Ví dụ rau cải bắp, rau chân vịt, rau cải dầu, rau cải trắng, dưa chuột, bầu bí, rau hẹ, rau tiêu, đậu giá, rau diếp, rau cải hoa. 2. Sông biển, nấm, đậu phụ. 3. Các loại rau củ nhiều tinh bột như ngó sen, cà rốt, đậu hà lan, đậu tầm không nên ăn nhiều và phải cấu trừ vào lượng thức ăn chính khoai tây khoai sọ không những chứa nhiều tinh bột mà cũng chứa nhiều đường nói chung là không nên ăn 177 vì sao bệnh nhân tiểu đường không được ăn nhiều đường nguyên nhân chủ yếu bệnh nhân tiểu đường không được ăn nhiều đường là sợ tăng hàm lượng đường trong máu bất lợi cho việc khống chế bệnh tật hồi phục sức khỏe vì lâu về dài sẽ sinh ra sơ vữa động mạch cho vậy khi bệnh tiểu đường chưa được kiểm soát tốt thì không nên ăn đường kể cả đường trắng đường đỏ, kẹo bánh, mứt và các thứ đồ ngọt khác. Nếu bệnh tình đã được khống chế tốt và được sự đồng ý của bác sĩ thì có thể ăn loại đường hai màu và đường đen, nhưng phải hạn chế số lượng. Kể cả các đồ gia vị như mì chính ngọt, muối ngọt cũng có tác động đến bệnh tật, tốt nhất là không ăn hoặc ăn thật ít. 178. Silicon có chữa được bệnh tiểu đường không? Silicon là loại thực phẩm thay đường hiện nay do Trung Quốc sản xuất. Nó có mùi vị giống như đường mía, nhưng không có tác dụng chữa trị bệnh tiểu đường. Nếu ăn nhiều silicon còn có khả năng bị ỉ chảy, cũng có thể làm cho triglycerid trong máu tăng cao, gây ra sơ vữa động mạch vành. 179. Thế nào là đơn vị chuyển đổi thực phẩm? Đơn vị chuyển đổi thực phẩm do các nhà dinh dưỡng học trong và ngoài nước căn cứ vào ba loại vật chất dinh dưỡng lớn trong các loại thực phẩm để quy nạp những loại gần giống vào một nhóm đơn vị chuyển đổi. Trong một nhóm đơn vị chuyển đổi, Nham lượng của ba loại vật chất dinh dưỡng khác nhau được coi là bằng nhau, nên khi lên kế hoạch bữa ăn thì có thể chuyển đổi cho nhau. Làm như vậy thì khi bố trí bữa ăn chỉ cần tính toán tổng nhiệt lượng và các đơn vị thức ăn chủ yếu trong từng bữa chính. Ví dụ, rau, thịt đạm, sữa, dầu thực vật cần thiết bao nhiêu đơn vị, sau đó tra bảng đơn vị chuyển đổi thực phẩm rồi tính toán ra được nhiều cách phối ghép khác nhau. 180. Đơn vị chuyển đổi thực phẩm thông thường bao gồm những nội dung gì? Đơn vị chuyển đổi thực phẩm thường dùng ở Trung Quốc gồm các nhóm sau đây. một Đơn vị chuyển đổi sữa bò Thực phẩm thuộc dạng sữa của mỗi đơn vị chuyển đổi đều chứa 8 gram protein, 12 gram carbon 10 gram mỡ, cộng là 711,5 kJ, tức 170 kcal nhiệt lượng. Sữa toàn phần một cốc 250 gram 250 ml Sữa đua một cốc 250 gram 250 ml Bơ một cốc 250g, 250ml. Sữa bột nửa cốc, 125g, 125ml. 2. Đơn vị chuyển đổi rau xanh. Mỗi một đơn vị chuyển đổi đều là 100g, chia thành 3 nhóm. Nhớ mà, Trong nhóm này, một đơn vị chuyển đổi là carbon hydrate từ 4% trở xuống, gồm 2g carbon hydrate chứa nhiệt lượng 33,5 kJ, tức 8 kcal. Với các loại rau xanh như cải bắp, cải trắng, hành tỏi, bầu bí, rau diếp, rau cải dầu, rau tảo tím, rau cải thìa, rau cải dưa, rau súp lơ, đậu giá, hồ hương, rau cần, rau hẹ, bầu tây, bí đao, dưa chuột, mướp đắng, cà chua, cà giá dê, su hào. Nhóm B chứa 5 gram carbon hydrate, 2 gram protein, nhiệt lượng là 117,2 kJ, tức 28 kcal, gồm các loại cà rốt, hồi hương, tỏi tây, rau ớt, măng mùa đông, rau dền, củ niễn, hành răm mướp, nhóm C. Mỗi đơn vị chuyển đổi gồm 7 g carbon hydrate, 2 g protein nhiệt lượng, 150,7 kJ, tức 36 kcal, với các loại rau, cà rốt đỏ, cà rốt xanh, đầu rau cải tươi, su hào, măng nứa, rau thơm, hành tây, bí đao, ớt dài, giá đậu nành, đậu ván, đậu đao. 3. Đơn vị chuyển đổi thịt. Nhóm A, Đơn vị chuyển đổi số 1 gồm 10g protein, 2g mỡ, nhiệt lượng 242,8 kJ, tức 58 kcal. Với thịt gà là 45g, tôm số 50g, cá chấm đen 50g, lương 55g, cua biển 45g, cá chép 60g. Nhóm B, mỗi đơn vị chuyển đổi gồm 10g protein, 16g mỡ, 5g carbohydrate, nhiệt lượng là 355,8 kJ, 85 kcal. Với cá chạch 55g Thịt bò 50g, rút bông thịt lợn 20g, sườn lợn 40g. 4. Đơn vị trao đổi quả cây. Mỗi một đơn vị trao đổi gồm 10g các bonhidrat, nhiệt lượng là 167,4 kJ, 40 kilocalo. Với 45g sơn lý hồng, 90g quả đào, 90g quả hạnh, 90g quả thị, 75g quả táo, 100g quả quýt ngọt, 110g quả mận, 85g quả nho, 85g quả bưởi. 86 g quả quảng đông, 110 g quả dứa, 110 g quả lê, 250 g quả dưa hấu, 160 g quả mơ, 125 g quả anh đào. 5. Đơn vị chuyển đổi lương thực. Mỗi đơn vị gồm 19 g carbon hydrate, 2 g protein, 351,6 kJ, tức 84 kcal nhiệt lượng. Với gạo tẻ 25 g, bột tiêu chuẩn 25 g, kê 25 g, bột mì 75 g, mì sợi 35 g, bánh rán 35g, bánh bao 45g, bánh nướng 35g, bánh hấp 60 g 6. Đơn vị chuyển đổi chế phẩm từ đầu. Mỗi đơn vị gồm protein 9g, mỡ 4g, carbohydrate 6g, nhiệt lượng 401,8 kJ, tức 96 kcal. Với đậu nành 25g, đậu xanh vỏ 25g, sữa đậu 225g, đậu phụ 200g, giá đậu nành 75g, đậu tương non 65g, đậu phụ sợi 40g, đậu phụ khô 20g. 7. Đơn vị trao đổi mỡ. Mỗi đơn vị gồm khoảng 6g mỡ, nhiệt lượng 188,3 kJ, tức 45 kcal, với 10g lạc, 5g nhân hạnh đào, 20g hạt hướng dương, 100g tương vừng. Tiếp tục theo dõi những chương tiếp theo của quyển sách Bệnh tiểu đường và cách phòng chữa. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách bệnh tiểu đường và cách phòng chữa